Em Hà Hoa Lan xin kính chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn ạ. Phiên hôm nay là phiên buổi chiều ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Sắt Lan Rừng Hà chân ngắn tại Cao Bằng. Em Hà thì bán hoa lan tại Cao Bằng và cụ thể là tại địa chỉ số nhà 111, tổ 6 Hòa Trung, Cao Bằng ạ. Em Hà sẽ ship code toàn quốc các anh chị nhé. Các anh chị nhận hàng sẽ thanh toán tiền hàng và phí vận chuyển cho bên nhân viên giao hàng. Và ngày hôm nay thì em Hà sẽ có một số các mặt hàng rừng, hàng cân, hàng bán theo kg để có thể phục vụ các anh chị. Và đây ạ, các mặt hàng ngày hôm nay thì đa số là các mặt hàng các chị nhìn thấy rồi. Đấy, những mặt hàng nó về khá là nhiều nên là em cũng mong muốn sẽ đem lại những giống hoa lan tươi đẹp về trong vườn lan của nhà mình nhé. Và sau đây em sẽ lần lượt đi giới thiệu các mặt hàng ngày hôm nay luôn. Ở phía bên này ạ, ở phía bên này thì đây, cái chỗ này thì hàng vừa mới về nên em vừa cân xong. Đó chính là cái dòng Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Hoàng Thảo Nghệ Tâm là một cái dòng cây khá là nhỏ nhắn như thế này. Nhưng đặc biệt là Hoàng Thảo Nghệ Tâm thì hoa nó sai, đẹp và dòng này rất là dễ thuần. Hoa lại thơm và dở nở vào dịp xuân các anh chị ạ. Đấy, hôm nay thì chỉ có một cái phần Nghệ Tâm này thôi. Nên là em bán hết chỗ phần Nghệ Tâm này là 100.000 đồng. Tiếp đến ở đây là Hài Long hay còn gọi là Hài Vệ Nữ. Cũng có một phần thôi. Đấy, chỗ này thì các anh chị có thể trồng được 2 đến 3 chậu hoặc là một chậu to cũng được. Đấy, Hài Vệ Nữ hết cái toàn bộ cái phần Hài Vệ Nữ này là 100.000 đồng. Bên này ạ, bên này các anh chị ơi, bên này là giáng hương cẩm báo. Giáng hương cẩm báo hôm nay thì cây to như này cũng có, mà cây kiểu nhỡ nhỡ như thế này cũng có các anh chị ạ. Đấy, cẩm báo đặc biệt là một cái dòng hoa thơm. Đấy, hoa thơm luôn các anh chị nhé. Và độ bền của hoa khi bắt đầu nở hoa thì độ bền của nó phải rơi đến 40 đến 60 ngày cơ. Đấy, dòng cẩm báo này em bán là 25.000 đồng một lạng, 250.000 đồng 1 kg. Đây các anh chị nhìn này, hết cái chỗ này thì chắc là nó cũng chỉ hơn cân một xíu thôi. Đấy, cũng không có nhiều đâu. Tiếp theo đến bên này, bên này là giáng hương đuôi cá bắc ạ. Giáng hương đuôi cá bắc thì em cũng đang lựa chọn và đóng hàng cho các khách rất là nhiều. Tại vì cái dòng này thì các anh chị biết rằng nó là một cái dòng hoa thơm, đẹp, vòi hoa càng dài. Và đặc biệt là cây càng già thì vòi hoa càng dài các anh chị nhé. Dòng này cũng dễ thuần, dễ trồng. Và em cũng bán là 25.000 đồng một lạng, 250.000 đồng 1 kg. Chuyển sang bên này. Bên này là kiều vàng ạ. Kiều vàng thì hôm nay thân rất là vừa phải, nó độ vào từ 50cm đổ xuống. Nên là cây này phải nói là dễ ghép, dễ thuần. Đây, một số thì bắt đầu mầm nó cũng đang ra tua tủa. Đấy, thân thì đẹp tuyệt vời luôn các anh chị nhé, xanh mướt. Rễ thì ghép dễ. Những rễ vừa này thì mình chỉ việc ốp vào giá thể hoặc là trồng vào chậu thôi là đã có những cái rễ lan kiều vàng tuyệt vời rồi. Đấy. Dòng lan kiều vàng em bán là 22.000 đồng một lạng, 220.000 đồng 1 kg. Sang bên này. Bên này đây, các anh chị đang nhìn thấy đấy ạ. Những mặt hàng rất là xanh tươi. Đấy, rất là xanh tươi. Đây chính là hoàng lạp các anh chị ơi. Đây, có cả rễ to này nữa này. Hoàng lạp là một dòng hoa cũng hoa vàng dài và đặc biệt cây này ưa nắng, dễ thuần. Em bán là 18.000 đồng một lạng, 180.000 đồng 1 kg. Ở cạnh bên này là hoàng thảo hương vani. Hương vani thì nhìn bây giờ nó cũng kiểu dạng sơ xác rồi, tại vì dòng của nó là dòng hoàng thảo các anh chị ạ. Tầm này thì vani vừa mới nở hoa xong nên về thì mình nuôi mầm các anh chị nhé, nuôi mầm và trồng thôi ạ. Hoàng thảo hương vani em bán là 20.000 đồng một lạng, 200.000 đồng 1 kg. Tiếp theo ở đây, đây là dòng mạc xuân. Mạc xuân đây ạ, các anh chị nhìn này. Mạc xuân là một dòng hoa thơm. Đây là một dòng hoa thơm. Và nó nở đúng vào dịp xuân, dịp Tết. Dòng này thì nó như cái dòng địa lan, các anh chị trồng kiểu địa lan được. Và thậm chí là trồng đất nó cũng sống cơ. Đấy, cây này rất dễ thuần. Mạc xuân em bán 10.000 đồng một lạng, 100.000 đồng 1 kg. Chuyển sang bên này. Phía bên này thì có vảy rồng các anh chị nhé. Vảy rồng hoa vàng đẹp và nó sẽ nở vào tháng 7, tháng 8 tới này ạ. Vảy rồng thì cả cái rổ này thì được có hơn 2 cân thôi. Đó, 1 cân là 150.000 đồng 1 kg. Tiếp đến là những củ bạc diệp ạ. Đấy, bạc diệp. Đây, mầm của bạc diệp bắt đầu đang ra rồi các anh chị ơi. Đấy, mầm của bạc diệp bắt đầu đang ra nhiều rồi này. Dòng này ấy thì đến mùa này thì nó sườn xuống lá như thế này. Nên là rất là phải nói là các anh chị mua nó sẽ đỡ đỡ
gọi là đỡ đỡ phí cái tiền thân đúng không ạ? Tầm này nó rụng lá. Đấy, bắt đầu đây, nó đang ra rất là nhiều mầm đây. Đấy, mầm này cũng bắt đầu lên này. Đấy, củ nào cũng bắt đầu có mầm này. Đấy, các anh chị ơi, đây. Đấy. Bạc diệp là một dòng hoa cần hoa cao, dài, hoa vàng, thơm. Đấy, dòng này nở vào dịp xuân, dịp Tết. Em bán 15.000 đồng một lạng. Và nếu các anh chị mua cả 1 kg thì sẽ rơi vào là 150.000 đồng 1 kg. Tiếp đến ở dưới đây, dưới đây là giáng hương đuôi chồn. Đấy, dưới đây là giáng hương đuôi chồn. Giáng hương đuôi chồn hôm nay cây to cũng có này, đây như cây này, cây to này đã có 2 này, 3, 4 vài hoa cũ rồi này. Đấy. Giáng hương đuôi chồn, cây to cũng có. Cây này gọi là cây nhỡ to này, nó cũng đã có 2 vài hoa cũ. Đấy. Giáng hương đuôi chồn 25.000 đồng một lạng, 250.000 đồng 1 kg. Chồn thì nó thuộc dạng cũng là lắm, nó không dày như cáo nên là nó cũng khá là nhẹ, nên là 1 kg cũng sẽ được nhiều để cho các anh chị ghép. Chuyển sang ở đây. Ở đây là ngọc thảo ạ, ý thảo. Chính xác ra nó là ý thảo ạ. Cái dòng ý thảo này thì bây giờ đây, các anh chị ơi để ý giúp em nhé. Mình chơi mầm này. Đấy, chơi mầm. Và trồng để chăm mầm này. Ý thảo thì hết chỗ này thì nó cũng chỉ rơi vào gần 1 kg thôi. Và nếu mà các anh chị mua khoảng từ 4 lạng đã thoải mái ghép rồi đấy ạ. 4 lạng thì rơi vào 100.000. Đấy, có giá là 25.000 đồng một lạng. Và ngoài ra thì ở đây em có hai phần nhỏ, đó là phần kiều vuông cánh trắng hay còn gọi là thủy tiên cánh trắng, là em bán cái hết cái phần này là 50.000. Còn ở đây là phần trúc Phật bà. Trúc Phật bà này em cũng xả luôn là 50.000 cho các anh chị nhé. Đấy, trúc Phật bà. Đó. Đây là một số toàn bộ tất cả các mặt hàng mà em muốn giới thiệu trong phiên ngày hôm nay ạ. Sau đây thì em xin dừng video nhé, để nhận đơn hàng các anh chị phiên chiều ngày hôm nay luôn. Đấy, chiều ngày 20 tháng 6 năm 2024 của shop Lan Rừng, Hà Chân Ngắn tại Cao Bằng.